Đây là một bông bà con mình trồng Tết nè gia đình. Bông vạn thọ, bông cúc, đủ loại bông nha gia đình. Dạ, mến chào cô chú anh chị. Ngày mới chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe nha. Em hiện tại giờ đang đứng trước mặt chợ Long Toàn. Chợ Long Toàn mà nó nằm về thuộc về là đường Nguyễn Văn Cừ, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa nha gia đình. Hôm nay em đến đây em quay chợ Long Toàn cho gia đình mình xem. Mời cô chú anh chị cùng đi với em nha. Đi thẳng con đường bên đây nè, đi thẳng về nguyên cái con đường Nguyễn Văn Cừ đây là đi ra cho ngay ngã ba Long Toàn luôn. Là đụng đầu tiên là con đường tỉnh lộ 44 nha. Quẹo tay phải là lên thành phố Bà Rịa, còn đi quẹo tay trái là xuống thị trấn Long Hải, Long Điền, là đi con đường này nè gia đình. Bây giờ em đang đứng trước mặt chợ Long Toàn này, bây giờ em mời cô chú anh chị cùng đi với em đi vô nha, tham quan bà con mình ở đây, chợ ở đây mua bán như thế nào nha, sinh hoạt cuộc sống như ra sao nha. Đi với em nha gia đình. Thì bà con mình bán ngay cái đường đi nè, bán rau củ, chè, cháo đầy đủ nha gia đình. Đường đi vô chợ Bình Hồng, đầu tiên là thấy có những hàng bán trái cây này, bán thì đủ loại, bơm lời táo lụ rồi nha. Chợ đây em nghĩ chắc cũng không có đông, không biết thứ bảy chủ nhật có đông hay không. Bây giờ cái ngày hôm nay là ngày thứ sáu mà em đi vô em thấy chợ cũng vắng, lần đầu em cũng mới tới đây thôi. Đó, hai bên bà con mình bày bán rau củ nè. Đó, hai bên bà con mình bán đồ nè. Cái nhà lồng bên trong á, là bán cá, bán rau củ bên trong nữa gia đình. Đó, hai bên bà con mình bày bán nè, rau củ chín, đồ ăn sáng rồi nè, gỏi cuốn, khô bò. Khô bò nhà làm hả em? Dạ, bò đùi 130 bịch nè. 130 bịch. Dạ, mới ra thịt mới ra luôn. Rồi. Ủng hộ em bịch đi. À, cảm ơn em nha, chúc em mua may bán đất nha. Dạ, anh ơi em bán đất. Cô, cái thùng đó là đựng cái gì cô? Dạ. Mặt mía hả? Cái này là mặt mía, cái này là cu đơ Hà Tĩnh. Đây. Nghe cái tên nó lạ vậy. Cu đơ Hà Tĩnh. Cu đơ. Cu đơ, cu đơ, cu đơ. À, kẹo cu đơ. Kẹo cu đơ Hà Tĩnh. Cái đó nhiêu một hộp cô? Cái này 60 ngàn một hộp. 60 ngàn một hộp, dạ rồi. Dạ bò mình. Còn cái kẹo cu đơ. À, kẹo cu đơ Hà Tĩnh. Dạ. Cu đơ Phong Nga Hà Tĩnh. Dạ. 60 ngàn một hộp. 60 ngàn một hộp đây. Dạ. Đó. Rồi. Dạ rồi. Cái này là mật mía Hà Tĩnh. Mật mía Hà Tĩnh ha. Mật mía luôn. Dạ. Là mía mình làm ra nó thành cái mật ha cô ha. Đó, cô Đông cô bán một cái bình vậy là bao nhiêu tiền? Bình này là 70 ngàn một lít. Đây, đông luôn, quay luôn này. Dạ. Đây, mật mía Hà Tĩnh, anh cứ nói là mật mía. Mật mía Hà Tĩnh. À, mật mía này. Mật mía đặc ngon lắm này, đây này, đó. Đây. Dạ. Quay đây. Đây, mật mía. Mật mía cu đơ Hành Tâm Hà Tĩnh. Cái này ở đây chắc con thấy lần đầu thấy lạ quá. Ở đây giờ... Chắc không có. Có mình em bán hả anh ơi? Dạ. Mặt mía ha. Gia đình mình có đi du lịch nhớ ghé chợ Long Toàn, mà có cần nhu cầu mà mua mặt mía là ghé ở cái tiệm đây nè. Tiệm đây mình tên gì cô? À, chị Hạnh. Một bình vậy là nhiêu cô? Hồi nãy cô nói quên rồi. Một bình này 70 ngàn. Còn kẹo của đâu là 60, nhìn đặc đẹp không? Nó keo luôn. Rất là hợp vệ sinh đây. Dạ. 70 ngàn một lít. Một lít 1 ký 3 ký 4 lần. Dạ. Đặt ha. Cái này mình mua về mình làm cái gì cô? Thường thường mình mua về mình kho cá, mình nấu chè, mình làm bánh ngào. Dạ. À, làm bánh rồi ăn ngon lắm. Dạ. Gừng, mặt mía. Gừng với hành tâm, hành tâm. Ở đây cô đây có bán hành, gừng đủ loại. À, bán đồ bắc đó. Đây, đó, 70 ngàn một bình đó. Dạ. Đó, đó. Đây. Đây mặt đây. Cô Hạnh nha. Đây mặt đặt ngon lắm này. Đây em quay đây nè. Về chấm bên chân ăn ngon lắm. Dạ.
Ủa sao mình không lấy cái quặng để mình dễ giót cô? Không, rót dưới này nó đặt nó xuống được. Rót dưới này nó mới xuống được. Dạ. Dạ 70 ngàn một bình nha. Còn kẹo cô đơ là 60 ngàn. Dạ rồi, chúc cô mua may bán đắt nha. Dạ chào cô. Hàng bán bánh, bánh tráng. Bánh tráng thì đủ loại. Cơm cháy nhà làm luôn. Gỏi cuốn. Ở đây là trong nhà lòng chính giữa, đây là bán quần áo nè. Còn bên hông nhà lòng thì bán nồi niêu son chảo. Chợ ở đây em thấy cô bác của mình ở đây đi chợ thấy cũng vắng lắm gia đình đó. Đó, hai bên đường, hai bên nhà bà con mình ở bán giày dép nè. Người bán thì thấy ngồi cũng lưa thưa, người đi mua thì thấy cũng vắng. Nhà lòng bên trong là gia đình. Chợ ở đây thì cũng không lớn lắm. Khu ở đằng sau là bán thịt cá đằng sau gia đình. Giữa nhà lòng thì bán rau củ, đồ ăn sáng. Đây có cái hàng bán cá nè. Cá ở đây thì bán có thấy có cá chim, cá nâu. Bán cá đồng không à gia đình ơi. Chợ ở đây thấy ít có bán cá quá. Mấy có mấy ô à. Chợ thấy vắng chứ không phải ế. Chợ ở đây thường thường là thứ mấy mới đông em? Ngày nào cũng vậy ha. Trời. Thứ bảy hả chị? Chỉ là được như vậy thôi. Ở đây có cá diều hồng. Đó. Mấy người ngồi bán thấy nhàn quá. Đúng rồi. Rồi cảm ơn em nha. Chúc em mua may bán đất nha. Wow, có lóc bự. Ở đây thì có những nhà hàng bán cá biển nè. Mà em thấy cũng vắng người lắm. Ở đây có những cái sạp để chấm luôn nè gia đình. Khu anh sao này để chấm luôn nè. Đó. Em đếm dọn dẹn đâu được chục người bán cá. Đây có cá chim, cá đối, cá úp. Thấy bà con mình bán thấy cũng vắng, thấy cũng tội quá. Đây là khu vực nãy giờ em quay sơ qua là gia đình mình thấy là bà con mình ngồi bán cá chỉ có nhiêu đây thôi. Phía bên trên được vài gian hàng nữa là hết nè. Còn bên trong ở trên là bán rau củ. Dạ. Dạ, ngày nào cũng vậy hả cô ha? Tính ra chợ phường là ở đây thấy cũng lớn mà được cái mà bà con mình đi chợ ít quá. Dạ. Lòi tiền rồi cô. Coi chừng rớt. Dạ chúc cô hôm nay mua may bán đắt nha. Đây có cá đối nữa nè. Đấy, xây thịt. Cô bán cá đối. Còn phía bên đây là nhà bà con mình ở. Hai bên chợ gia đình cũng bày bán luôn nè. Thấy sạp thì để nhiều mà người bán thì cũng ít lắm. Đây là bán rau củ nè. Lâu lâu thấy được người hay người đi chợ gia đình đó. Mấy cô bán đây mấy cổ cũng than cũng rên cũng dữ lắm. Còn nói chợ ế quá không biết làm sao cho đất cho đông. Chợ đâu mà bán nổi.
đóng đủ thế, đóng đủ mà rút cuộc anh dừng cái đường, anh dừng đó, cái xe chạy vô tới, nó bán từ cái khúc ngoài kia nó bán vô rồi, nói có mấy lần cái gì vô bạn hàng chợ với đơn ra ngoài rồi đó, rồi bên đây đuổi người bên kia, bên thì có xe thì bỏ bên cái xe thì cứ đó, chứ nếu mà ngồi dưới đất á, thì của ủy ban phường, còn ở trên nếu mà ngồi trên xe thì công an nó mới hơn. Dạ. Đâu cũng vào đó cho nó mất công. Yeah. Không, mà không bán, tâm dư, chợ truyền thống, chợ truyền thống. Chợ truyền thống, hỏi cho bán hết, một tháng hơn 1 triệu. Một sạp vậy là 1 triệu một tháng hả cô? Một tháng là 200 mấy thì sạp thôi. Dạ. Hôm đó giờ sạp trống không không? Sạp trống không? Sạp trống quá trời luôn. Không phải mua ở dưới chợ khác à? Dạ, có 5-10 người à. Ở chợ còn trống. Đó. Nhưng mà... đúng rồi, đúng rồi. Có quay quay trước rồi anh. Không vô chợ bán. Dạ. Dạ rồi, chúc cô hôm nay mua may bán đất nha. Dạ. Ở đây có sạp bán bún, bán cũng rau củ cái bên đó nè. Chợ quán quá gia đình nè. Thấy mấy cô ngồi bán thấy thấy thương quá. Chợ phường. Kêu bằng chợ truyền thống á. Ở đây là đi thẳng nữa ra là hết cái khu vực chợ nè. Chắc đằng nữa em phải đi lên trên khu vực ở trên chợ Chu Hải nữa. Để cho bà con mình xem là hai chợ, một cái chợ phường ở Long Toàn và một cái chợ ở Chu Hải như thế nào nha. À, khu vực chỉ như đây là hết khu vực chợ nè. Dạ. Ở ngoài mấy bữa mấy ngày rằm thì thấy còn hơi đông đông một chút. Ngày này trong đây nó vắng ghê luôn. Dạ rồi, chúc cô mua may bán đất nha. Dạ chào cô. Ông đằng trước chợ nào gia đình. Còn hai bên đây là gia đình mình thấy là nhà bà con mình ở nè. Đó. Trong cái nhà lồng chợ là chỉ có nhiêu đây thôi. Nếu mà em tính đó, là mà người mà buôn bán trong nhà lồng chợ mà người bán rau, bán thịt với lại bán cá luôn á. Chưa tới 30 người là những gian hàng bán nha. Còn bà con đi lưu thưa chỉ vài người thôi. Mấy cô bán rất là tội, mấy cô chia sẻ, cô nói chợ này rất là vắng người. Rồi mà đi ra đằng trước ngay gia đình, sạp để không nè. Rồi đi ra đằng trước đây nữa là hết rồi nè gia đình. Chợ này cũng bằng chợ truyền thống mà. Chợ này cũng lâu đời rồi. Có những cái sạp gạo. Đi ra là ngay con đường Nguyễn Văn Cừ lại. Chính giữa nhà lồng là để trống. Rồi bây giờ mình đi lên trên chợ Chu Hải nha gia đình. Ra đằng trước lại à. Từ đây chạy lên Chu Hải cũng tầm cỡ chục cây, hơn chục cây số nữa gia đình, tầm cỡ nửa tiếng cũng là đi đường Nguyễn Văn Cừ. Đây đi ra ra ngoài tỉnh lộ 44 là mình đi thẳng lên thành phố Bà Rịa, rồi qua khỏi thành phố Bà Rịa là tới chợ Chu Hải đó. Gia đình đi với em nha. Dạ giờ em đang đứng trước chợ Chu Hải nè gia đình. Đó, cổng chợ Chu Hải là nằm phía bên trong. Còn đây em đang đứng sau lưng em là tỉnh lộ 50, quốc lộ 51 nha gia đình. Giờ mình đi vô. Từ ở dưới chợ Long Toàn em chạy lên đây khoảng 10 cây số. Thì gặp một cái chợ Chu Hải. Chợ Chu Hải mình thuộc về là xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa nha gia đình. Bây giờ mình đi vô tham quan chợ đi. Ngoài cổng chợ mình đi rô là có những gian hàng bán trái cây nè. Quán cà phê bán bên hông. Em đi cũng rất là nhiều chợ nhưng mà em thấy có nhiều chợ bán thì cũng ào ạt, cũng đông lắm. Mà có cái chợ Long Toàn vừa rồi với lại chợ Chu Hải ở đây thì em thấy chắc hơi vắng. Thì cũng nằm về thuộc trong thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của em đang ở luôn. Đây là chợ Chu Hải, em đang đứng trước nhà lồng đây.
mình mua mấy cái đồ gấp đá rồi ra đây là gặp mấy cái chợ mà như có bán những cái đồ này bạn mua về xài cũng ok. Rẻ mà ok. Dạ. Bàn chải đánh răng đồ có hết, kẹp cài tóc rồi kim chỉ móc tay là có hết nha. Chè gì vậy, chè cho uống nước ha. Con chè nhìn thấy ngon quá. Cái này như một bịch chị? 10 ngàn một bịch. Còn à, con chè mà chị đang múc đó là chè gì? Chè nó tự thích, em không biết gọi gì nữa. Cái đó kêu bằng chè gì? Là cái chè thập cẩm. À, chè thập cẩm ha. Như một bịch. Cái nào cũng 10 anh ơi. 10 hết hả? Còn giá 10 ngàn. Vậy bán cho một bịch chè giống vậy đây, thập cẩm đi. Đây, nó đây. Ồ. Vậy luôn ha. Dạ. Có nhìn thấy có khác không vậy bé? Dạ, khác là tại con ăn cái này. Ồ, vậy thôi ha. Rồi nha. Bỏ vô bao giùm em xếp về luôn. Phía bên ngoài đây là bán gian hàng bán chè. Chị mua may bán đắt nha. Dạ. Đây ngoài đầu chợ đi vô là em thấy có cái gian hàng bán nè. Đồ lặt vặt mà xài nè. Nầu niêu son chảo đồ muỗng giá ly tách thì có hết. Rồi. Đó, ra khỏi khu vực chợ gia đình. Đó, hồi nãy em mới quay cái hàng chè cho gia đình mình xem á. Đi hết khu vực chợ rồi đó. Chợ Chu Hải ở đây thì cũng giống như những cái chợ bình thường. Đều có hai con đường đi vô. Bên trái đây cũng có một con đường đi vô chợ nè. Còn chính giữa nhà lòng chợ thì em còn thấy là giờ này bà con mình chưa có mở mấy cái cửa ót lên. Còn trước chợ thì bà con mình bày bán những quần áo nè. Giờ mình đi qua bên phía tay phải trước nha gia đình. Đi ra bên phía tay phải đây là có con đường luôn đi bên hông. Chợ ở đây thì em lên em thấy là bà con mình bán thấy cũng hơi nhộn nhịp hơn là chợ ở dưới Long Toàn. Dạ chào anh. Đó. Còn mấy anh trai đây bán trái cây. Giờ mình đi vô trong nha gia đình. À, tham quan chợ Chu Hải trên đây bán có đông hơn ở dưới chợ Long Toàn hay không nha. Trước mắt là em thấy có những gian hàng bán nè, khoai nè, quần áo nè, trái cây. Nhà lòng thì em thấy bên trong thì nó hơi tối nhưng mà em nhìn vô thì thấy có những gian hàng bán thịt, bán rau củ. Đây là có cái chỗ bán cá khô. Rau củ thì bán hai bên đường. Em nghĩ chắc chợ cá nằm ở đằng sau. Bên trong nhà lòng này gia đình. Xung quanh chợ là nhà bà con mình ở cũng giống những như những cái khu vực chợ khác thôi. Giờ đi vô trong khu vực nhà lòng bán cá ở đằng sau chợ này. Khu vực này bán cá là gia đình ở đằng sau nhà lòng chợ. Đây có gian hàng bán tàu hũ nè. Cũng có bán cá biển nha gia đình. Khúc gần kia cũng có mấy cô mấy chị bày bán cá. Thấy cũng lơm sơm hơn là ở chợ Long Toàn. Bán cá thì cũng giống như những cái chợ khác. Ở đây em thấy những cái mặt cá là cá nục, cá đổng, cá tràm,
cả đôi. Dạ, đây là có cá diêu hồng nè, cá chơi. Chợ mình ở đây cũng vắng quá chú ha. Chợ mình đây cũng vắng quá. Ý em nói chợ ở đây thì nhìn thấy cũng vắng người đi chứ. Thường thường chợ ở đây là thứ mấy mới là đông chú? Chủ nhật ha. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Đó, mấy cô ngồi. Ngồi không thì nhiều. Em đi nhầm mấy cái chợ nào mà đông đông em cũng vui lắm. Bà con mình mua bán được thấy cũng vui mừng. Còn những cái chợ này thấy vắng người quá. Hai bên là nhà bà con mình ở nè. Bên phía tay phải em là nhà bà con mình ở, cái giống như cái dãy phố của gia đình. Có cái nhà to. Còn chính giữa là nhà lòng chợ. Bán cá, bán rau củ ở bên trong. Em đi ở đằng sau nhà lòng chợ rồi. Cái diện tích chợ ở đây thì nó cũng không lớn lắm. Tại em nghe cũng nhiều cô bác ở phương xa cũng có muốn quay về chợ Long Toàn, chợ Chu Hải. Thì em cũng lần đầu đi lên trên đây thôi. Cũng muốn đi vô xem, quay coi bà con mình ở đây buôn bán sinh hoạt như thế nào. Ở đây thì có những gian hàng bán nấm nè. Có cô bán chả, bánh bò, bánh tét rồi. Ở đằng sau nhà lòng chợ là nhà lòng bán cá, thịt, bán giáp danh luôn. Còn chính giữa nhà lòng là không có bán cái gì luôn nha gia đình. Chỉ che bán hai bên thôi. Ở đây có những gian hàng bán bánh nè. Bánh kẹp, bánh tằm, bánh phai mì. Đó, trong nhà lòng chợ là chỉ có mấy người bán thôi. Những gian hàng bán rau củ nè gia đình. Trời rất là vắng người. Mấy cô mấy chị đây, mấy cô mấy chị đây than. Than quang thấy cũng tội lắm. Nói chợ vắng đó. Giờ mình đi ra không còn bao xa nữa là hết cái khu vực chợ rồi. Tính ra chợ ở Chu Hải đây thì bán rộng hơn ở chợ Long Toàn mình. Những hàng tôm, hàng cá, hàng thịt ở chợ Chu Hải mình ở đây thấy cũng nhiều hơn. Em không phải em phân bì nha. Đây là em chỉ là đang so giữa hai cái chợ cho gia đình mình hiểu thôi, là ở xa hiểu là chợ nào bán nhiều, chợ nào bán ít nha. Đây có những gian hàng bán trái cây nè. Em làm YouTube. Dạ, chào chị. Dạ. Dạ. Ở đây như là chưa có ai lên đây quay phải không cô? Như chưa. Dạ. Dạ chưa. Dạ, chúc mấy cô mua may bán đất nha. Dạ. Dạ chào cô. Giờ mình đi ra ngoài lại. Là có những cái gian hàng bán kiến, bán đồ lặt vặt nho nhỏ thôi. Đó là đi hết cái khu vực chợ ở đây cho gia đình mình xem rồi đó. Là đi ra ngoài lại khúc hồi nãy em bắt đầu ở ngoài em đi vô á. Hồi nãy em đứng ngay chính giữa đó, em quay qua bên đây trước và em mới đi qua bên cái đường đó, mình đi thẳng qua bên kia luôn. Bọc một khu vực chợ luôn. Còn chính giữa nhà lòng chợ là không có bán cái gì luôn nha gia đình. Em thấy đóng cửa toàn bộ luôn á. Bà con mình chỉ bày bán hai bên khu vực nhà lòng thôi. Còn chính giữa là gia đình mình thấy ở bên trong á, nó đấu thui luôn. Có mấy cái ốt thì chưa có mở luôn. Không có mở luôn á. Đi ra cảnh hoài lại nè. Đi ra ngoài đây nữa là tới cái nhà bên phải là nhà giữ xe. Còn ở đằng trước là quốc lộ 51. Rồi. Em đi tới đây là hết khu vực chợ.
Nãy giờ em đi cũng hai chợ cho gia đình xem thôi. Video cũng khá dài à. Em xin phép cô chú anh chị nha. Em kết thúc clip ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip của em nha. Bye bye gia đình.